Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm món bánh gà từ thịt gà luộc còn thừa các bạn ạ. Thái liệu 2 củ khoai tây ngâm với muối loãng. Cho khoai tây vào luộc mềm. Nạo sợi và băm nhỏ một củ cà rốt. Thái hạt lựu và băm nhỏ một củ hành tây. Đây là phần ức gà còn thừa. Mình xé phần thịt và thái nhỏ. Khoai tây chín mềm thì cho ra dằm nhuyễn mịn. Rồi thêm hành tây, củ cà rốt, thịt gà, một thìa nước mắm, chút hạt tiêu, chút bột canh, một hoặc hai quả trứng gà, trộn đều tất cả nguyên liệu. Lấy một phần rồi nặn sao cho tròn. Cứ làm như vậy đến khi hết nguyên liệu. Rồi cho bánh vào chảo rán vàng đều góc mặt. Cho ra giấy thấm dầu. Bánh gà đã xong rồi, trông rất hấp dẫn. Xin mời các bạn chấm kèm tương ớt nha các bạn. Các bạn hãy thử làm nhé, rất ngon. Các bạn ơi, các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.